mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay sẽ là một video về Shopee Ho. Và cái Shopee Ho đợt này mình đã gom lúa khá là nhiều, cho nên là cái tập này mình thấy nó rất là đẹp và nó rất là sang xịn luôn. Và bởi vì đây là cái Ho Tết cho nên là mình nghĩ mọi người nên đầu tư một chút xíu để có những bộ quần áo đẹp hơn, xuất sắc hơn, mặc đầu năm cho nó sang xịn nha. Ok, cùng bắt đầu video luôn nào. Và đầu tiên là một cái đầm công chúa có form baby doll như thế này, và nó có một cái kiểu dáng giống như là một cái lồng đèn vậy á mọi người, rất là xinh luôn. Và cái đầm này thì nó có chất liệu là vải gấm, nhưng mà gấm này nó không có bị dày, nó không bị cứng nha. Gấm này nó rất là mềm mại và mặc lên thì mình thấy nó hơi mỏng nhẹ một xíu. Và cái form đầm này thì mình thấy ai mặc lên cũng đẹp hết luôn á mọi người. Nó sẽ dễ dàng che những cái khuyết điểm ở trên người của mình. Và ngoài ra thì mình rất là thích cái phần cổ của cái đầm này, nó có dạng như là chữ U á, và nó khoét hơi sâu một xíu, cho nên những bạn nào có vòng 1 khiêm tốn hoặc những bạn nào có vòng 1 hơi to một xíu thì mặc nó đều tôn dáng của cái đầm này lên rất là đẹp luôn. Và cái đầm này thì mình mua với giá 490.000 và mình mua size S nha. Cũng là một cái đầm có form dáng baby doll. Và cái đầm này thì mình mua màu trắng. Và cái đầm này mình đã từng cho lên ảnh của Instagram rồi, và có khá nhiều bạn hỏi mình luôn. Đây, đầm này là đầm của Sibasi. Bởi vì nó có màu trắng cho nên là mình sợ dơ cao quá thì nó sẽ bị chói, nên là dơ xuống này thôi nha. Cái đầm này nó sẽ cũng có một cái chất vải gấm, nhưng mà gấm này nó sẽ kiểu sang hơn và nó bóng hơn cái đầm hồi nãy. Và cái phần tay của nó cũng sẽ phồng và nó dài hơn cái đầm đen hồi nãy nha. Cái đầm này thì đúng chuẩn baby doll luôn nha mọi người. Cái phần ngực này á thì nó chỉ đến cỡ ngang ngực thôi. Đối với những bạn mà có ngực hơi to một xíu giống như mình thì cái phần ngực này nó sẽ hơi dễ lộ một xíu nha. Nhưng mà lên form đầm này cực kỳ xinh, cực kỳ dễ thương luôn á. Chất liệu rất là nhẹ nhàng và rất là sang luôn. Mình mua cái đầm này cũng với giá 490.000 luôn và mình mua size S nha mọi người. Đối với những cái đầm như thế này thì mọi người có thể phối với những đôi giày sneaker hoặc những đôi giày boot. Thì năm nay đang hot trend là giày boot cho nên là mình rất là thích mang giày boot luôn á. Nếu mà mọi người thích những cái đôi giày thì nhớ theo dõi cái tập Shopee Ho về giày tiếp theo của mình nha. Ok, và set đồ tiếp theo là một set đồ Juliet. Rất là xinh luôn và rất là sang luôn mọi người. Đây, một cái quần gấm màu xanh và một cái áo công chúa như thế này. Cái áo này thì nó sẽ có cái dạng vải von và nó sẽ được thêu hoa nổi như thế này. Và von này thì von xuyên thấu nha mọi người, cho nên là lúc mặc thì mình sẽ mặc thêm một cái áo dây ở trong. Nếu mà bạn nào không thích thì có thể mặc cái áo bralette màu trắng không cũng rất là xinh luôn. Cái áo này cái lúc mà mặc không thì mình thấy nó sẽ hơi to và hơi rộng một xíu nha, cho nên là nếu mà được thì mọi người nên mua nguyên set thì lúc phối lên nó sẽ rất là xinh luôn. Và cái chất liệu này thì mình thấy lúc mặc lên nó sẽ hơi ngứa nhẹ một xíu, mình thấy đối với da mình thì vẫn rất là ok. Nhưng mà có một điểm là mình thấy mặc vô nó hơi rắc rối một xíu, là mình phải gài cái hàng nút ở đây, sau đó là mình phải cột cái nơ ở đây nữa. Và cái phần tay áo của nó dài loe rộng cho nên là hơi khó hoạt động một xíu, nhưng mà bù lại là nó rất là xinh. Trong set đồ này thì có một cái quần gấm, những cái màu này là mình thấy mặc Tết rất là đẹp luôn rồi đó mọi người. Và mình nghĩ là mình sẽ mặc bộ này vào một Tết luôn cho nó tươi xanh. Và cái quần này thì nó sẽ có form hơi đặc biệt một xíu, là cái phần eo của nó rất là cao luôn. Phần eo này mình mặc lên là đến chân ngực của mình luôn á mọi người. Nếu mà mặc không thì nó sẽ hơi rộng bụng một xíu đối với những người có eo 62 giống như mình nha. Nhưng mà nếu mặc bỏ thùng nguyên một set như thế này thì cái quần này là rất là vừa luôn. Thêm về cái set đồ này thì cái quần này có giá 219.000 và mình mua size S nha. Và cái áo này thì mình mua với giá 279.000. Và nói chung là tổng set đồ này thì cũng hơn 500.000 đó, nhưng mà mình thấy rất là đáng đồng tiền luôn á mọi người. Ok, và năm nay thì mình rất là thích một cái phong cách high teen fashion. Và mình đã đi kiếm khắp nơi để mà mình lựa ra những cái bộ mà nó kiểu high teen nhất có thể á. Thì ở trên Shopee có một shop bán đồ như thế này và mình rất là ưng luôn. Và mình nghĩ những bạn mà học sinh sinh viên hoặc những bạn thích cái phong cách high teen thì có thể mặc bộ này trong mùa Tết luôn, cũng rất là xinh.
Thì đầu tiên trong cái set đồ này thì mình sẽ có một cái áo sơ mi màu trắng để xe xa cho đỡ chói nha. Cái áo này là áo sơ mi và nó có dạng crop top. Và sơ mi này không có rộng nha mọi người, nó sẽ ôm vừa fit với lại người của mình luôn. Và chất vải của cái áo này rất là dày dặn và rất là khó để nhăn nha mọi người. Và tiếp theo để mix với cái áo sơ mi đó thì mình có một cái áo ghi len màu đen như thế này. Nhìn rất là hot tin luôn á mọi người, rất là dễ thương. Cái áo này thì nó dạng crop top và nó có dáng hơi ôm nhẹ một xíu nha. Cho nên là mọi người nếu mà mặc có mặc layer thêm một lớp ở trong thì nên chọn những cái áo mà nó vừa fit người của mình. Đừng có chọn cái áo quá rộng, thì khi mà mình khoác cái ghi lê này ở ngoài nó sẽ bị dùng cái nách lên á, không có đẹp đâu. Và cuối cùng cho cái set này đó chính là một cái váy kiểu caro. Và nó có xếp ly như thế này. Và màu đỏ rất là xinh luôn á. Mình kiếm cái váy mà kiểu màu đỏ mà xếp lên như thế này rất là lâu rồi. Tuy là cái vải của nó sẽ hơi mỏng một xíu và bên trong cũng không có lót quần đâu nha, nhưng mà mình thấy cái váy này lên mặc vừa khít eo của mình luôn. Và lên nguyên set rất là đẹp luôn á mọi người. Tiếp theo là một set đồ mà mình thấy nó khá là sang chảnh và mình nghĩ là những bạn mà ít thích mặc váy sẽ rất là thích set đồ này. Đầu tiên sẽ là một cái set áo như thế này. Cái này hên quá là mình thấy là ở trên Shopee bán nguyên set luôn chứ không có cần phải mua tách rời. Đầu tiên sẽ là một cái áo sơ mi ở trong. Và cái sơ mi này thì sẽ dạng vải mà vải lụa cát đó mọi người, rất là đẹp. Cái áo này thì nó sẽ có những cái đường nút mà kiểu như ngọc trai á, rất là xinh. Và cái form của nó sẽ có cái phần tay phồng ở đây nha. Ngoài ra thì ở ngoài nó có một cái áo ghi lê dạng vải tweed. Cái áo này đẹp lắm luôn á mọi người, rờ rất là dày dặn, rất là chắc chắn luôn. Ở trong còn có một cái lớp lót nữa nên là mặc không có bị ngứa đâu nha. Và vải tweed thì năm nay mình thấy rất là hot luôn. Và mình thấy vải tweed thì không bao giờ bị lỗi thời luôn á mọi người, cứ mặc lên là mình thấy nó sang chảnh liền luôn. Cho nên là năm nay mình cũng mua khá nhiều những cái bộ dạng vải tweed luôn á. Và trong cái set đồ này thì mình sẽ mix cùng với lại một cái quần jean. Cái quần jean này thì mình đã từng review trong một video local brand rồi. Cái quần này là của nhà Rocky Denim, nhưng mà có trên Shopee nha mọi người. Quần này là dạng quần jean ống loe và cái form của nó rất là đẹp luôn. Nói chung là rất là đẹp. Nó có dạng màu đen và cái form lên vừa fit với người của mình luôn. Cái ống loe của nó sẽ hơi dài đối với những bạn mà cao 1m6 giống như mình nha. Cho nên là khi mặc vô, nếu mà mọi người mang những cái dạng giày sneaker mà không có mang cao gót á thì phải bẻ cái ống lên một xíu. Còn nếu mà mang cao gót là nó vừa chạm và nó hắt cái chân của mình rất là dài luôn, siêu đẹp. Và tiếp theo lại là một set đồ dạng vải tweed nữa. Và cái set đồ này mình thấy rất là hot ở trên Shopee luôn. Đây là một cái set áo crop top cùng với lại chân váy và có một màu xanh kiểu xanh pastel, màu xanh ngọc rất là xinh luôn. Và cái set này thì đầu tiên mình nói về cái áo trước nha. Cái áo của nó vải rất là dày dặn, ở trong cũng có một lớp lót cho nên là mọi người mặc sẽ không có bị ngứa. Và ở hàng nút mình thấy cũng rất là chắc chắn luôn. Nhưng mà có một điểm duy nhất là mình thấy bởi vì dạng vải tweed cho nên nó sẽ không co giãn. Nếu mà mọi người mặc mà kiểu gài hết tất cả cái nút lại thì khi cử động á, cái phần vai của mình nó sẽ hơi bị nhích nhẹ lên một xíu. Cho nên là cái phần áo nó sẽ hơi bị hỏng cao lên một xíu và có thể lộ cái áo ngực ở trong. Nên là mình recommend các bạn nên mặc chung với lại một cái áo kiểu áo dây màu trắng ở trong á thì nó sẽ xinh hơn. Mọi người có thể gỡ cái nút ra để mà thấy cái áo trắng ở trong cũng được. Hoặc là mọi người có thể đóng cúc lại, nhưng mà nên hở một cúc áo ra để mà mình cử động nó dễ dàng hơn nha. Và trong set này thì có một cái chân váy nữa. Và cái chân váy này siêu đẹp luôn mọi người. Tức là nó không có cái lớp quần lót ở trong này, nhưng mà ở trong nó vẫn có cái lớp vải lót nha. Và cái váy này thì mình mua size S và nó vừa khít với người của mình luôn. Đó là một điểm rất là đáng tuyên dương, không phải đi sửa, rất là mừng luôn á mọi người. Ok, và tiếp theo là một cái đầm yếm như thế này.
cái đầm này thì mọi người có thể mặc không cũng được, có thể thành một cái yếm cũng được. Và mình thì mình thích mặc thành một cái yếm hơn, tại vì mình ít thích mặc đầm dây á, nó sẽ hơi phô cái khuyết điểm của mình một xíu. Và cái đầm này thì nó sẽ có cái chất liệu dạng như vải cát á mọi người, và nó không có co giãn nha. Nhưng mà được cái là mình thấy nó có hai lớp, cho nên là cái đầm này nó rất là dày dặn. Thì hơi mệt một xíu là bởi vì nó thiết kế một cái hàng nút ở giữa, cho nên là lúc mặc có dài nút hơi mệt một chút. Cái đầm này thì mình sẽ vẫn phối với lại một cái áo len cổ lọ. Mà cái video trước mình đã nói rồi thì mọi người nên mua một cái áo len cổ lọ mà kiểu màu dễ mặc á, màu be hoặc là màu đen gì cũng được, nên để ở trong tủ để mà dễ phối đồ nha. Và tiếp theo là một set đồ rất là xinh xắn và sang chảnh ở đây. Và mình thấy cái set này ở trên Shopee cũng là bán chung một set luôn, không có cần mọi người phải mua tách riêng lẻ ra. Thì mình thấy như vậy nó rất là tiện luôn á. Cái áo ở trong thì nó sẽ có một cái thiết kế dạng như tay lồng đèn á, nhưng mà nó chia thành 3 khúc như thế này. Thì mặc lên nó rất là kiểu như Romeo and Juliet đó mọi người. Thì mình rất là thích cái phong cách đó luôn á. Cái vải này thì mình thấy nó sẽ hơi ni lông nhẹ một xíu nha, và nó sẽ hơi dễ nhăn một chút, cho nên lúc mặc thì mọi người ủi kỹ kỹ một xíu nha. Và cái set này thì ở đây mình thấy có một cái điểm nhấn rất là xinh là ở trên cái phần cổ áo như thế này, nó có một cái nút dạng như nút ngọc trai thì rất là sang luôn. Ở ngoài thì nó có một cái áo dạng ghi lê, và cái áo này mọi người có thể tách rời ra được nha. Cái áo này thì mình thấy chất liệu vải cũng không có được tốt lắm, nó sẽ hơi mỏng và hơi ni lông một xíu, nhưng mà mặc lên cái form lại rất là xinh. Và cái set đồ này thì mình thấy nó cũng hơi mệt nhẹ một xíu là lúc mặc lên gà nút quá là nhiều luôn á mọi người. Mình đã phải gài nút một cái dàn nút ở cái trong này, sau đó mình mặc cái áo này vô thì mình sẽ gài thêm 5 cái nút nữa, mà mỗi cái nút này nó cũng không có dễ gài lắm đâu á. Nên là mặc cái áo này đối với những bạn mà hay có tính vội vàng á thì sẽ rất là bực mình luôn á. Nhưng mà nó bù lại là rất là đẹp nha. Tiếp theo là một cái set đồ mà mình nghĩ các bạn Sài Gòn thì mặc sẽ hơi nóng một xíu, nhưng mà kệ, thời trang fan thời tiết thì vẫn được nha. Đầu tiên là một cái áo mình rất là ưng trong cái video này luôn, mình cực kỳ ưng luôn á. Đây là một cái áo khoác da xịn sò nhất từ trước tới giờ mình mua, và mình thấy giá lại rất là rẻ nữa. Và cái chất liệu da này thì mình thấy nó rất là dày dặn luôn. Và ngoài ra ở trong này nó còn có cả một cái lớp lót nỉ bông á, rất là mềm mịn, và mặc lên thì siêu ấm luôn á mọi người. Tuy là mình ở trong Sài Gòn cũng không có lạnh, nhưng mà mình mặc ở trong phòng để lạnh thì mình thấy nó rất là ấm. Và có một điểm duy nhất mà mình không thích đó chính là nó rất là hôi mùi da. Cái lúc mà ship về mình khui cái bịch ra là mình đã thấy cái mùi da nó rất là nồng nặc luôn rồi. Thì mình treo ở trong tủ cỡ khoảng 1 tuần thì cái mùi da đó nó mới biến mất được. Nên là nếu mà bạn nào dị ứng mùi thì cứ kệ nó, cứ treo ở trong tủ thì từ từ nó cũng hết mùi thôi ạ. Và tiếp theo trong cái set đồ này sẽ là một cái chân váy. Chân váy này rất là xinh. Chân váy này dạng vải nỉ và caro, và nó khá là dài. Mình mặc vô thì nó cũng gần chạm đến cái mắt cá chân của mình luôn rồi. Và mình có ý định là mình sẽ cắt ngắn nó lên một chút. Ok, và trong cái set đồ tiếp theo, đầu tiên sẽ có một cái chân váy da beo. Không hiểu lắm nên năm nay chắc là mình khá là thích da beo, và mình thích những cái kiểu màu đơn sắc. Thì đầu tiên đây là một cái váy da beo nha, và nó khá là dài. Dài nhưng mà kiểu form này là không phải form xòe như cái váy caro hồi nãy, nhưng mà cái váy này nó sẽ dạng form hơi ôm nhẹ một xíu, và nó hơi dạng suông. Và ngoài ra nó có một cái đường xẻ ở đây. Mình thấy cái đường xẻ này nó hơi thấp một xíu, chắc là mình sẽ cắt lên cho nhìn nó sexy hơn. Mình mua cái váy này size S và nó vừa khít luôn nha mọi người. Cái chất liệu vải của nó rất là dày dặn và nó dạng vải nỉ, và mình thấy mặc rất là thoải mái luôn. Trong cái set đồ này thì mình nghĩ đã chân váy hơi rườm rà rồi thì mình sẽ phối với lại một cái áo đen yếm đơn giản như thế này. Cái áo của yếm này thì đợt trước mình rất là hay mặc cái màu trắng và rất là ưng cái áo đó, cho nên là mình mua thêm một cái màu đen. Đây, áo này thì mình mua với giá rất là rẻ thôi, có mấy chục ngàn à, và chất liệu vải cũng rất là đẹp.
Và ngoài ra là nó rất là dễ ứng dụng, rất là dễ phối đồ, nên là mọi người cũng nên có một cái trong tủ nha. Và set đồ cuối cùng của ngày hôm nay, đầu tiên sẽ là một cái chân váy nữa. Cái chân váy này thì dạng như là chân váy ôm nha mọi người. Và nó dài và nó có cái phần sẽ khá là cao, rất là ưng, bởi vì mình thích nó sẽ cao gì để cho anh nhìn nó sexy hơn. Chân váy này thì có dạng vải len tâm nha. Và cái chất liệu cây len tâm này thì mình thấy rất là dày dặn. Tuy là mình vẫn có khuyết điểm ở vùng bụng dưới, nhưng mà mặc cái váy này lên form nó vẫn chia cái bụng dưới của mình lại. Và ngoài ra nó còn hắt cho cái hông của mình nhìn nó to hơn một xíu nữa. Và mình thấy cái váy này lên form rất là đẹp luôn. Và tiếp theo cho cái set đồ này sẽ là một cái áo cổ lọ. Và nó xuyên thấu nha mọi người. Đây, rất là xinh luôn. Cái áo này thì nó sẽ dạng xuyên thấu như thế này. Và những cái áo xuyên thấu như thế này thì trong năm nay đang hot hay sao mọi người? Và mình thấy mọi người khi mặc những cái áo như thế này sẽ phối chung với lại một cái áo bralette ở trong thôi. Và nhìn nó rất là kiểu phóng khoáng, rất là xinh luôn á. Cái áo này thì mình thấy chất liệu vải xuyên thấu rất là đẹp nha. Nó rất là dày dặn và mặc không bị ngứa. Và cái tông màu phối của cái áo này lên rất là sang luôn. Cái phần cổ lọ của áo này thì cái lúc mà mình mặc thì mình sẽ bẻ nó xuống, và nó không có bị ôm sát cái phần cổ của mình á, cho nên là ăn uống hay là cử động nó rất là thoải mái luôn. Thế là đã xong toàn bộ những set đồ của ngày hôm nay. Cái lúc mà mình quay video này thì mình đã có rất là nhiều những cái set đồ khác nữa, nhưng mà bởi vì mình quay quá là mệt và mình thấy video này cũng quá là dài, cho nên là mình phải bỏ bớt những cái set đồ đó đi. Chẳng hạn như là cái đầm mình đang mặc đây. Nếu mà các bạn thắc mắc về cái đầm này thì cái đầm này mình order của một shop, nhưng mà cái shop đó nghỉ Tết sớm, cho nên là nếu mọi người thích cái đầm giống mình thì chắc là phải qua Tết thì mới order lại được. Nên là nói luôn để nhiều khi các bạn thắc mắc, mất công mình lại phải trả lời từng comment nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhấn like và subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh, cũng như follow các trang mạng xã hội của mình như Facebook và Instagram ở đây nha. Bye.